Thưa các bạn, trong thế giới rực rỡ sắc màu của các loài hoa, sự phong phú về chủng loại, đa dạng về màu sắc, thì nguyên hoa hồng của chúng ta cũng đã có tới hàng trăm giống, mà trong đó riêng màu đỏ cũng đã có nhiều chục màu đỏ khác nhau, không màu nào giống màu nào. Nhưng để có một chậu hay một cây hoa hồng có hai màu khác biệt trên một thân cây hoặc một chậu như đỏ và trắng, hồng điều và vàng sậm thì là một thách thức không hề nhỏ đối với đại đa số các bạn yêu hoa hồng. Hôm nay, Trung Hoa Hồng lên sóng chia sẻ với các bạn kỹ thuật ghép gốc hai màu cho một chậu hoa hồng đơn giản. Ai cũng làm được ngay từ khi mới lên chậu. Kỹ thuật này là kỹ thuật ghép hai cây vào một chậu, chứ không phải chiết ghép, cho nên rất dễ và đơn giản. Tùy theo ý thích mà bạn chọn màu chung cho một chậu. Ở đây, Trung Hoa Hồng giới thiệu với các bạn hai màu đỏ nổi bật, đó là hồng nhung cổ và hồng điệu cổ. Các bạn đang nắm thấy trên màn hình, đó là chậu hoa hồng hơn 10 năm tuổi của Trung Hoa Hồng. Trên đó có hai giống hoa hồng ở hai cây khác nhau cùng một chậu mà Trung Hoa Hồng vừa nói ở phần trên. Bây giờ mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem những hình ảnh thị phạm mà Trung Hoa Hồng thao tác. Qua đó có thể giúp các bạn phần nào kỹ năng ghép hai gốc hai màu và kỹ thuật lên màu nhỏ ngay vào chỗ to khi cây hoa hồng của bạn còn rất bé. Đây là hai cây giống hoa hồng nhỏ xíu. Một là hồng điều cổ, hai là hồng nhung cổ. Hai bầu này là mình đã cắt cành và dâm vào hai cái bầu này. Cách đây đã tầm cỡ gần 2 tháng các bạn ạ. Nó đã lên được hai lứa mầm. Và hiện tại nó như thế này. Các bạn lưu ý, khi ghép chậu, các bạn nên chọn những giống có sự phát triển tương đối giống nhau. Ví dụ, một giống phát triển mạnh, chăm sóc dễ, và một giống chăm sóc cầu kỳ, phát triển kém, thì các bạn không nên ghép chung vào một chậu. Bởi về lâu dài, chậu hoa của bạn sẽ không thành công vì khi phát triển yếu sẽ bị thui chột, dần dần dẫn tới hoa nhỏ không tương xứng với bông hoa nở cùng một chậu. Vì cây hoa hồng lớn mạnh hơn, phát triển kém hơn sẽ lấn át. Qua đó, một chậu hoa hồng có hai loại hoa, một hoa nhỏ, một hoa bé sẽ mất tính mỹ thuật cho một chậu hoa hồng đẹp trong tương lai của bạn. Bây giờ mời các bạn hãy chuẩn bị giá thể để chúng ta phá bầu trồng hai cây hoa hồng này lên cùng một chiếc chậu. Các bạn để ý, Trung Hoa Hồng chọn một cái chậu đường kính 50cm. Tương lai các bạn sẽ phải 10 năm không phải thay chậu. Vì hoa hồng không ưa, thi thoảng chúng ta lại phải lên chậu. Và không nhất thiết chúng ta phải trồng nhiều lần, lớn dần để lên một cái chậu. Và mình trồng ngay từ lúc bé. Các bạn nông thấy mình lót xỉ than không ạ? Rất quan trọng. Xỉ than để cho các bạn thoát nước ở đáy chậu. Lỡ khi chúng ta không để ý
tắc đáy chậu mà cây hoa hồng bị đọng nước sẽ bị chết. Giá thể các bạn, như Trung Hồng đã chia sẻ ở rất nhiều bài viết, các bạn sẽ chọn loại giá thể đúng chuẩn những chậu hoa hồng, cây hoa hồng được trồng ở trong chậu. Có đúng chuẩn thì cây hoa hồng của các bạn mới phát triển mạnh và chịu được nắng nóng mùa hè. Các bạn hãy vào những bài viết của Trung Hoa Hồng để xem kỹ thuật trộn giá thể mà các bạn tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ phá bầu để trồng những cây hoa hồng này. Mình lưu ý là những cành này mình đã dâm được hai lượt lộc các bạn nhé. Đây là cây hồng nhung. Các bạn nôm rễ, hồng nhung nó rất khỏe, rễ nó ăn như thế này. Các bạn ạ, rất khỏe, rất nhiều rễ. Cho nên cây hồng đào là cũng kém hơn một chút nhưng cũng tương đứng xứng các bạn nhé. Các bạn ạ, đây là mình đã cắt cành nhé. Và dâm được gần 60 ngày. Có lẽ là hơi thấp các bạn ạ. Chúng ta phải đổ cam một chút nữa. Bởi vì lòng chậu hoa hồng rất nhỏ, để tận dụng không gian bên dưới, chúng ta phải trồng cao tối đa bên trên. Để khi bộ rễ hoa hồng phát triển, chúng ta tận dụng được tối đa không gian của chậu và thức ăn ở bên dưới. Các bạn nhé. Đây là cây hồng đào. Các bạn ạ. Hồng đào phát triển không bằng, cho nên cái rễ các bạn làm đấy cũng kém hơn. Rễ cũng kém hơn các bạn ạ. Cho nên ở hai cây hoa hồng này trồng chung một chậu, khi cắt cành các bạn cũng phải lưu ý bao giờ hồng nhung các bạn cũng cắt tỉa sâu hơn để kìm hãm sự phát triển của chúng, không nó sẽ lấn cây hồng đào mà mất mỹ quan như Trung Hồng vừa phân tích ở phần trên. Sau khi các bạn đặt đúng trung tâm chậu thì các bạn sẽ đổ tiếp giá thể. Các bạn lưu ý là không nên đổ đầy giá thể quá, bởi vì sau một thời gian nhất định thì giá thể này nó sẽ lún xuống. Khi đó chúng ta sẽ cho xỉ than để làm mặt chậu. Chỉ tầm khoảng 10-15 ngày là nó sẽ lún các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho xỉ than lên làm mặt chậu để khi tưới thì nó không xói mòn và làm chai bề mặt chậu. Và khi bón thì chúng ta nó dễ thẩm thấu. Các bạn lưu ý vấn đề này rất quan trọng. Nhân tiện hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn và các bạn một số tỷ để các bạn biết được cách là chúng ta trồng những cây con như thế nào các bạn nhé. Như thế này là chúng ta đã có một chậu hoa hồng, hai cây trồng trong một chậu có hai màu. Các bạn nhớ là số 61 chậu này, và mình sẽ liên tục quay sự phát triển chậu hoa hồng này từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, tầm khoảng 9 tháng nữa, xem nó phát triển thế nào để các bạn theo dõi. Sau khi trồng xong, các bạn sẽ tưới nước đẫm cho mình. Các bạn ạ, tưới nước đẫm. Và các bạn nhớ nhé, cây hai cây hoa hồng này mình đã cắt cành được gần 60 ngày, dâm nó được và được hai lứa lá nhé. Nó rất nhỏ nhưng nó sẽ lên rất mạnh. Thưa các bạn, những hình ảnh và những kỹ năng mà các bạn vừa được mục sư thị Trung Hoa Hồng hướng dẫn cho các bạn trong bài viết này, rất có thể nó sẽ lạ lẫm và rất khác biệt so với nhiều bạn. Nhưng Trung Hồng vẫn lên sóng chia sẻ với các bạn kỹ năng này. Biết đâu có những bạn thích những chậu hoa hồng hai màu rực rỡ lại áp dụng thành công kỹ năng này, hợp đúng sở thích của các bạn. Trung Hồng rất vui khi lại được các bạn áp dụng những kỹ năng mình chia sẻ trên mạng. Nếu các bạn thấy những gì Trung Hoa Hồng chia sẻ là hữu ích, hãy đăng ký kênh Trung Hoa Hồng để Trung Hoa Hồng có động lực ngày càng có những bài viết hay hơn.
chuẩn xác hơn về kỹ năng chăm sóc hoa hồng. Điều đặc biệt là sẽ ngày càng phục vụ các bạn được tốt hơn. Trung Hoa Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.